Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knews 24 giờ. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Giữa tranh cãi vì ủng hộ dancer của YG ở Street Woman Fighter, Rosé phản ứng thế nào? Hai bờ lên tiếng về tin đồn hẹn hò của V BTS với con gái chủ tịch tập đoàn Paradise. Một bộ phận fan BTS gây bức xúc khi tràn vào livestream của Lee Soo-hyun, Akdong Musician, H-Bomb mừng sinh nhật Jimin lại đến miệt thị ngoại hình nữ idol. Knet chỉ tên những idol SM lười nhắn bắp bồ cho fan. Tranh cãi nổ ra khi chỉ có duy nhất một boy group bị gọi tên cả nhóm. Và sau đây là nội dung chi tiết. Giữa tranh cãi vì ủng hộ dancer YG ở Street Woman Fighter, Rosé phản ứng thế nào? Rosé Blackpink hiện đang là tâm điểm gây tranh cãi chỉ vì hành động công khai kêu gọi fan ủng hộ đội YGX tại show Street Woman Fighter của đài Mnet. Nhiều người cho rằng với sức ảnh hưởng quá lớn, lời kêu gọi của Rosé có thể làm thay đổi thứ hạng của YGX không công bằng với những đội khác. Nhưng có nhiều người lên tiếng bênh vực nữ idol khi cho rằng cũng rất nhiều người nổi tiếng khác công khai ủng hộ các dancer khác. Giữa tâm điểm gây tranh cãi này, Rosé bỗng có động thái gây bất ngờ. Trên trang cá nhân, nữ idol sinh năm 97 đăng tải loạt ảnh mới không hề liên quan gì đến tranh cãi này. Trong ảnh, Rosé ăn uống dùng điện thoại dưới ánh đèn mờ ảo cực kỳ xinh xắn. Dường như những tranh cãi này không hề ảnh hưởng đến cô. Bên dưới phần bình luận, Lee Jung, bạn thân của Rosé kiêm vũ công của đội YGX cũng đã để lại bình luận: "Tôi yêu bạn", thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Lee Jung và Rosé là hai người bạn cực kỳ thân thiết với nhau ở ngoài đời. Hai bờ lên tiếng phản hồi về tin đồn hẹn hò của V BTS với con gái chủ tịch tập đoàn Paradise. Ngày 14 tháng 10, đại diện của hai bờ label đã lên tiếng trước những tin đồn hẹn hò gần đây xung quanh thành viên V của BTS. Theo thông tin trước đó thì rất nhiều cư dân mạng đã nhìn thấy V sau khi anh tham dự sự kiện của Korea International Art Fair hôm khai mạc. Sau đó có thông tin tiết lộ rằng V đã được tháp tùng vào ngày này bởi chủ tịch hội đồng quản trị của Paradise Group, Choi Yoon-jung. Con gái của chủ tịch cũng được nhìn thấy tại sự kiện này cùng với V và chủ tịch Choi. Các cư dân mạng tiếp tục đưa ra suy đoán rằng chiếc vòng tay mà V thường đeo trên thực tế là của một thương hiệu do con gái của chủ tịch Paradise Group tung ra. Sau khi tin đồn bắt đầu lan truyền chóng mặt trên nhiều diễn đàn mạng Hàn Quốc, đại diện của hai bờ label đã lên tiếng phủ nhận. V và gia đình chủ tịch Choi Yoon-jung chỉ là người quen, tin đồn hẹn hò là không đúng sự thật. Paradise Group là tập đoàn của Hàn Quốc được nhiều người biết đến nhất với chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng Paradise City. Một bộ phận fan BTS gây bức xúc khi tràn vào livestream của Lee Soo-hyun, Akdong Musician, spam mừng sinh nhật Jimin lại đến miệt thị ngoại hình nữ idol. Vừa qua thì Lee Soo-hyun của Akdong Musician đã có một buổi phát sóng live trên VLINE. Đây cũng chính là lần đầu tiên Soo-hyun lộ diện trên VLINE kể từ lần cuối cùng vào ngày 13 tháng 5. Tuy nhiên, so với những buổi live trước đó, buổi live này cũng chính là lần đầu tiên phần bình luận lại chứng kiến sự hỗn loạn đến vậy. Đó chính là bởi có một bộ phận fan BTS đã vào xem và họ đã spam buổi live của nữ idol bằng những lời lẽ ngoài lề, thậm chí là cho thấy sự vô ý thức và không tôn trọng người khác. Được biết, vào ngày 13 tháng 10, hôm đó cũng là ngày sinh nhật của Jimin BTS. Chính vì vậy mà trong phần bình luận bỗng dưng có rất nhiều người viết những câu chúc mừng sinh nhật Jimin. Không những vậy, thời điểm đó Jimin còn chưa live mừng sinh nhật cùng fan, nên một số người để lại những bình luận như: "Tôi đang mong đợi Jimin sẽ live stream, khi nào Jimin sẽ live nhỉ?" Trong suốt buổi live kéo dài hơn 2 tiếng này của Soo-hyun, phần bình luận ngập tràn những câu spam như vậy, hoặc là dùng những ngôn ngữ không lịch sự, hoặc là nhắc đến idol không liên quan. Đáng phẫn nộ hơn là còn có những người chuyển sang miệt thị cả ngoại hình của nữ idol, viết những lời như: "Nhìn cô thật xấu xí". Khi thấy Soo-hyun bị xúc phạm, rất nhiều fan của Akdong Musician đã lên tiếng bảo vệ nữ idol, thậm chí là cãi nhau với các fan của BTS. Chính vì vậy phần bình luận càng trở nên hỗn loạn. Mặc dù vẫn trò chuyện với các fan như bình thường, nhưng Soo-hyun cho thấy rằng mình vẫn nhìn thấy những phần bình luận đang diễn ra thế nào. Nữ idol vẫn giữ thái độ hòa nhã giải thích: "Mọi người đừng cãi nhau, các bạn có thể dùng những câu từ thân mật hơn hoặc tôn trọng hơn một chút thì đều được cả, chỉ cần đừng đi quá giới hạn". Nhưng mà mình cũng không thấy ai đã đi quá giới hạn gì đâu.
Và nếu có ai đó nhắc đến những nghệ sĩ khác thì cũng không sao, mình chỉ cần bỏ qua không đọc chúng là được. Được biết từ trước đến nay thì Soo Hyun từng rất nhiều lần bị miệt thị ngoại hình hoặc nhận về những bình luận tiêu cực khác và cô cũng từng nhiều lần thẳng thắn đáp trả lại. Tuy nhiên trong buổi live ngày hôm đó, thái độ của Soo Hyun được cho là rất khéo léo và nhẹ nhàng, thậm chí còn nhắc các fan đừng cãi nhau về những bình luận spam đó vì cô chỉ cần bỏ qua chúng là được. Trong khi đó có rất nhiều netizen và chính cả những fan của BTS khác cũng không thể chịu nổi sự thiếu suy nghĩ của một bộ phận ARMY. Họ yêu cầu tình trạng này cần phải chấm dứt và nếu thật sự yêu thương idol thì không nên làm những câu chuyện như vậy khiến hình ảnh của idol và fandom bị ảnh hưởng tiêu cực theo. Knet chỉ tên những idol SM lừa nhắn bubble cho fan, tranh cãi nổ ra khi chỉ có duy nhất một boy group bị gọi tên cả nhóm. Sau khi Joy của Red Velvet bị nghi ngờ là nhân vật chính trong bài bóc phốt idol SM không nhắn bubble cho fan suốt từ ngày 15 tháng 9 đến nay, những tranh cãi xung quanh nền tảng nhắn tin có trả phí này lại xuất hiện càng nhiều hơn. Với việc fan phải chi 4.500 won, tương đương khoảng 85.000 đồng mỗi tháng để nhận và gửi tin nhắn cho idol, nhiều người cho rằng bubble không chỉ đơn thuần là một hình thức fan service mà còn thành một phần công việc mà thần tượng có nghĩa vụ phải làm. Trước những tranh cãi không hồi kết xung quanh chủ đề này, một bài đăng khác trên diễn đàn Panet mới đây thậm chí còn gây xôn xao hơn cả khi chỉ đích danh những thần tượng SM lừa nhắn bubble cho fan, bao gồm Joy của Red Velvet, Jaehyun của NCT, Taeyong của NCT, Jaemin của NCT và toàn bộ các thành viên của EXO. Người đăng bài sau đó cũng giải thích chi tiết về tình trạng bubble của từng trường hợp trong danh sách kể trên, ngoại trừ Joy được giải thích trước đó. Người này viết, từ lúc bắt đầu chơi bubble đến nay, số lần Jaehyun gửi tin nhắn dài chỉ đúng 2 lần, còn số lần trò chuyện với fan theo đúng nghĩa đen chắc còn chưa đến 3 lần ấy chứ. Tóm lại thì đây là sự thật. Lần nào cũng chỉ lên nói những gì mình muốn nói rồi bỏ đi luôn. Dù vậy thì trước đây vốn dĩ phải 3 tuần mới nhắn một lần, nhưng dạo gần đây cũng khá hơn rồi, khoảng 1 tuần nhắn một lần. Còn Jaemin thì vốn dĩ trước đây cậu này là thành viên nhắn bubble nhiều nhất trong NCT, nhưng bây giờ cậu lại là người ít nhắn nhất. Taeyong cũng thế, trước đây nhắn nhiều lắm nhưng bây giờ chẳng thấy nhắn thường xuyên nữa. Về trường hợp của EXO, tác giả bài viết trên Panet cho biết, EXO chỉ bắt đầu sử dụng bubble khi Seungmin và D.O đang nhập ngũ, nghĩa là trước khi các thành viên còn lại nhập ngũ thì họ đều có tài khoản bubble cả. Nhưng tất cả đều nhắn rất ít. Kai thì từ khi mới bắt đầu dùng bubble cũng chỉ xuất hiện thấp thoáng. Baekhyun cũng không nhắn nhiều như tôi nghĩ, nhưng Baekhyun lại tương tác rất nhiều với fan ở những nơi khác nên cũng không sao. Còn Sehun thì chỉ đơn giản là không thèm gửi luôn. Danh sách này tạo ra rất nhiều ý kiến tranh cãi, đặc biệt là khi EXO bị gọi tên cả nhóm, dù người hâm mộ khẳng định rằng các thành viên vẫn nhắn tin khá nhiều và thường xuyên. Bên cạnh việc chỉ trích những idol không thường xuyên nhắn tin cho fan, nhiều cư dân mạng cũng tự hỏi vì sao SM lại không quản lý chặt chẽ quá trình sử dụng bubble của nghệ sĩ, trong khi họ là một trong những công ty tiên phong trong việc sử dụng nền tảng tin nhắn có trả phí này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của KNews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại trong phần bình luận bên dưới video này để đội ngũ chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.